Ui dồi ôi. Dạ bàn nhỉ. Đấy kìa kìa. Nó nghe giọng anh nói. Nó rít kìa. Đấy cái lưỡi kìa. Kìa nó rít kìa. Đấy kìa. Tình ạ. Cô ơi. Sao thế mọi người? Xin chào mọi người nhá. Anh Tình, anh vừa điện cho mình nghe. Ui, cái gì đây anh? Ui, có gì đây? Ui, anh Tình, anh vừa gọi cho mình là ở đây phát hiện ra có con rắn nhá. Ui, rắn gì đây? Anh ra đây anh lấy phơi rau này. Ui, nó ngóc đầu cao như này, em nhìn này, nhìn này. Ui, rồi. Ui, cao chưa? Thế nhỉ? Đấy. Ui, ui anh em. Con này là rắn thổi chúa rồi. Thổi chúa? Con này độc không? Độc không? Độc chứ, con này. Ui. Ây da. Ui, này, 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 ui. Này. Ui, ui. Ui, mổ quá thế nhỉ? Ui này, anh Kính em phát hiện ra rắn chị ơi. Đây. Ui. Ui rắn to đấy. Ui. Sao nó góc cao này? Hình như là. Ui. Ui mình ra đây nó ngóc đầu. Mình tưởng cái gì nó thấy nó phi phát luôn. Đây này có cây. Cứ đâm nó lên nhá. Kêu dao động rộng này. Chứ kìa cẩn thận. Nó lao tay đấy. Trời ơi. Ui. Nặng lắm. Ui. Kìa cẩn thận. Ui này. Nó rơi khỏi rơi. Nó mắc. Ui này. Sao không? Ui. Ui. À, này, này kìa. Ui, con này nó to đấy. Kìa. Đâu em thử đuổi nó xem nào. Ui, nó đi theo nên đi theo rồi à? Đuổi. Ui. Nhiều thế nhỉ? Ui. Nó có phi tiếng nó rít kinh nhỉ. Dài thế nhỉ? Dài thế nhỉ cái này? Ui. Đấy. Ui, nó há mồm thế kìa. Ui, mồm nó. Cái lưỡi nó dài thế nhỉ? Nó há mồm ra nhìn sâu vào bên trong cổ họng nó luôn đấy. Kinh. Ôi. Ui. Mới chạm nhẹ thôi mà nó quay lại luôn đấy. Ai à, nó ngóc cao rồi. Cao thế nhỉ? Ôi. Thằng mét luôn. Đây là nó chui trong này à? Đây, trong đống củi này này. Em thấy anh điện, anh bảo là chui ở trong cái đống gỗ này. Có khi này, có khi nó có tổ trong này nhá. Đây, yeah. Quý vị các bạn nhá, ở khu vực này là đồi núi rất là nhiều. Nên là rất là có thể là nó chui ở đâu, trên núi xuống với nhau nhá. Ui. Mới chạm nhẹ thôi, con này nó tỉnh thế đấy. Nó tỉnh lắm. Ui. Làm nào cầm được cái đuôi nó ấy nhỉ? Nó cứ quay này làm sao mà cầm này được nhỉ? Con này lúc nào nó ở trong cái thứ đấy. Củ ấy. Đấy anh ấy đi, anh cầm đuôi để em đây. Rồi. Để em xem. Ui, nó rít. Đấy, nó quay đầu lại đấy kìa. Bình tĩnh nhá. Con này đấy. Con này to thế nhỉ? Con này thật đấy, con này phải 4-5 cân thế nhỉ? Con này trọng hơn. Đấy đâu? Con này 4-5 cân đấy. 4 cân đấy. Sợ thế nhỉ? Đâu em thử cầm lên cầm nào. Để nhà thôi. Cứ vươn dao. Ui. Vươn dao. Ui sợ thế nhỉ? Nặng lắm. Sao kỹ người con này. Ui đen xì nhỉ? Ui giời. Sợ thế nhỉ? Này nó thở kìa, nó phồng như người lên. Ui lưỡi kìa. Lưỡi xanh lét luôn. Cái này bắt phải mang lên ấy thả đi để nó nguy hiểm lắm. Từ đã. Nhưng mà phải mang từ xa cơ. Phải nhìn trước rồi. Con này phải nhìn cho nó mệt mới mắc được. Đúng rồi. Hôm trước nha mọi người nha, ở trên cái đồi trên kia cũng phát hiện một đôi nhưng mà nó chỉ là rắn hổ mang thường thôi nhá. Đấy. Nhưng mà phát hiện ra một cặp ở trên đỉnh này, trên anh. Trên đỉnh á? Đúng rồi. Cách đây khoảng hơn chục hôm. Anh nghĩ là đợt vừa rồi nó lạnh, bây giờ nó ấm dần rồi. Bây giờ là ấm dần rồi. Ấm là rắn nó ra. Ở sau cái mùa đông của miền Bắc là nó ấm dần rồi, bắt đầu rắn nó ra rồi nhá mọi người nhá. Dạo gần đây là phát hiện rất là nhiều. Bây giờ làm nào nhỉ? Thế tự nhóm vào vườn rau. Làm nào để bắt nó bây giờ nhỉ? Này, phải nghịch cho nó mệt đi. Để cho mọi người xem tận cảnh cái con. Xem cái đầu nó kìa. Cái cổ nó há mồm ra sợ lắm, nhìn ra kinh lắm. Hiếm lắm mới gặp cái con này đấy. Nhìn mặt nó dã man nhỉ? Đấy kìa. Nó nghe giọng anh nói. Nó rít kìa. Đấy, cái lưỡi kìa. Kìa, nó rít kìa. Đấy kìa, nó lao, nó mổ. Ôi à. Kinh chưa?
Sợ thế nhỉ. Con này nó ngóc cao nhỉ. Ủa, sao loại này nó dài thế? Con này á? Con này dài phải 2,5 m, 3 m ấy nhỉ? Con loại rắn hổ chúa là nó dài mày. Dạ. Rắn hổ chúa là nó dài. Thế để em đi kiếm cái gì nhá. Chị. Kiếm gì nhốt nó vào nhá. Xem có cái bao hay cái gì không? Xem có bao. Có cái bao được phân ấy. Chờ tí để đi vào. Chạy nhà xem nhá. Ôi. Có cái này à? Đầu tiên nha mọi người nha, mình cũng thấy cái con rắn mà nó to như này. Đấy nha. Ui dồi ôi. Nhiều ghê nhỉ. Đừng quên nhờ. Chụp nó lại. Chụp nó lại. Anh lấy cái que đi. Thôi anh nâng nó em ạ. À. Từ. Nâng lấy cái que nâng nó ra ngoài kia đã. Nó bằng mà chỗ kia kìa, sợ chỗ này. Mọi người đi làm về khu vực này âm u nó rậm rạp lắm nha mọi người nhá. Tí nữa anh em mình xong đây là anh em mình ngó cho này nữa. Nó vẫn còn đấy. Ây dồi ôi. Nặng lắm nhờ. Đấy nó trườn đấy. Nó trườn. Rồi đặt đây anh em, đặt đây. Mình cứu con này. Ui. Nó phải hơi trên 4 cân đấy. Đấy, có bao đựng ngô được rồi đấy. Đây chú. Đấy nhá. Anh đưa em quay này. Mọi người bắt hết sức cẩn thận nhá. Loại này là không được chủ quan đâu. Được. Ui. Lào. Nó lào. Vào trong này. Trong túi rực trắng đầu bên kia. Trườn phát ra. Từ tay đấy, cẩn thận tay. Đấy, nó khổn lắm này. Khổn lắm. Đấy, rồi. Từ đã rồi. Cẩn thận quạt nhẹ nhé, giữ chặt rồi. Này phải mang trên kia thải, mang sao thải mà rất là bạo tay nhá mọi người nhá. Đây. Ui giời ơi. Nó ở đây. Ê, hộ chị vào đây. Ui. Ui vào quần rồi. Vào quần rồi. Bắt con này nó hay hơn các con khác là cứ động vào nó bắt đầu nó ỉa nhá. Nó bắt đầu kìa. Bắt tay nhá. Túm chặt cái đầu ấy lại. Khát ơi, con này là... Con này nó khôn lắm. Khôn. Nó già rồi ấy. Già rắn khôn. Loại hàng tự nhiên là bao giờ nó... Anh già. Đúng rồi, đuôi kia. Được mấy cân rồi. Hàng tự nhiên này. Đấy, cái đầu nó ngóc rồi. Được 5 cân không? Lạc. Xoắn lại. Loại hàng tự nhiên là bao giờ là nó cũng ác như vậy nha mọi người nhé. Tự nhờ. Mày nhá. Ui, tổ nữa. Này, vào trong đây. Lắm. Vào trong này nó vẫn ác chắc phải được 45 cân. Nó lao này. Nó lao lên này, sợ đấy, nó vẫn trườn này. Tình hiểu. Thôi, mang di chuyển lên kia đi. Ok. Thế, anh em mình nhỉ? Xin phép được dừng video tại đây nhé mọi người nhé. Để xử lý con rắn này mới cả. Anh em mình còn... Đây, chỗ này đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.